Giới thiệu các bác cặp loa siêu phẩm bình dân của Tiklik SP7000, cặp bát 40, cấu hình rất là gấu. Cặp hôm nay em về trong tình trạng là đẹp bãi, nguyên zin, chưa sử dụng ở Việt Nam. Đấy, bên này thì là vân gỗ. Đấy, cặp này một bát 40, một chung và một tép, khoang riêng nha các bác nha. Thiết kế khoang riêng đúng kiểu chất high-end đó. Tại sao mà nói là phân khúc bình dân? Bởi vì là giá nó rất là hợp lý. Đấy. Bây giờ em sẽ để các bác nghe thử một bài. Chất bát của em này thế nào? Thực tế ở ngoài này thì bát em này đánh rất là gọn tiếng, đánh rất là lực. Dòng này thiết kế thì là một trong những cái thiết kế mà rất nhiều anh em thích, chứ không cứ cho anh em thợ đâu, kể cả những anh em chơi thì cũng rất là thích cái thiết kế này. Đấy. Cặp này thì tuổi đời cũng khoảng hơn 40 năm đấy nhỉ, em nhớ không nhầm thì sản xuất năm 77 thì phải. Nhưng mà đương nhiên là nó có tái bản. Tóm lại là nó khoảng tuổi đời khoảng trên dưới 40 năm. Và với cấu hình của một cặp này thì chỉ có loa thương hiệu kém như Tiklik thì mới có giá có trên chục triệu thôi. Đấy, đây là một cấu hình hay. Cấu hình rất hay luôn. Đấy, SP7000. Ngoài ra thỉnh thoảng em về được cặp SP8000 thì bây giờ cặp đấy rất là đắt rồi. Cặp đấy ngày xưa em nhớ không nhầm thì bán khoảng tầm trên dưới 30 triệu. Bây giờ nếu có SP8000 thì trừ tình trạng nếu đẹp về thì nó phải tiệm cận trên dưới 40 triệu rồi. Nó rất là lên. Em này thì giá nó vẫn rất là hợp lý nhé. Anh em nào thích cặp này thì điện cho bên em. Số 0983698887. Cấu hình ghép thì các bác có thể ghép như em. Vừa rồi em ghép bằng 7825 mã này. Đấy, ngoài ra thì các bác có những cái đồ gì các bác đánh nó sẵn rồi thì các bác cứ liên hệ. Thì bên em các bạn sẽ tư vấn cho các bác. Rồi, đây là một cặp loa hay, cặp huyền thoại của Tiklik ấy. Mặc dù nó rẻ nhá các bác nhé. Mặc dù nó rẻ, mặc dù nó bình dân nhưng mà nó vẫn là xếp ra huyền thoại. Đấy. Rất là hay luôn. Cái thiết kế này nó rất là thích. Tép riêng. Trên khoang trung riêng. Khoang bát ở dưới riêng. Đậy căng vào thì căng nó làm căng hai miếng như thế này.
anh em nhìn. Một bên em sẽ đậy, một bên mở cho các bác nhìn. Nhìn nó rất là chuyên nghiệp. Đó. Đấy, khi đậy vào em nó sẽ như này. FB7000 các bác nhé. Rất là nặng. Một người bê là cũng mệt đấy. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác.